Xin chào tất cả mọi người, thì cũng lâu rồi á, Kim Anh mới ra lại clip. Thì hôm nay lên clip này á, thì Kim Anh cũng muốn giải thích cho mọi người hiểu rõ về cái vấn đề về duyên âm của mình nó như thế nào nha. Thì hôm nay Kim Anh sẽ không xem cái bài cho khách, nhưng mà Kim Anh sẽ giải thích nguyên nhân vì sao lại là có duyên âm. Tại vì trong quẻ bài của Kim Anh thường xem cho khách á, thì nó hay xuất hiện cái vấn đề về duyên âm. Có những vị khách á, người ta biết là duyên âm là gì, nhưng mà có những vị khách người ta cũng chưa có hiểu rõ được là duyên âm là nó như thế nào. Cho nên hôm nay Kim Anh sẽ làm cái clip này, Kim Anh sẽ giải thích rõ về cái vấn đề duyên âm cho mọi người cùng hiểu được, để khi mà mình mình xem cái quẻ bài á, như mà trường hợp quẻ bài của mình nó có vấn đề về duyên âm á, thì mình cũng sẽ hiểu được và không còn thắc mắc nữa. Vì mỗi lần cứ thắc mắc như vậy á, thì Kim Anh cũng không có đủ thời gian để mình giải thích rõ cho từng người được. Thì sẵn hôm nay Kim Anh lên clip này á, thì Kim Anh trình bày rõ luôn ha, để mọi người mình cùng hiểu nha. Thì nói về vấn đề duyên âm, thì nói chung duyên âm á, là duyên hiện tại giữa người trần với những người mất đã qua được 49 ngày. Thông thường á, thì duyên âm chỉ xảy ra với những trường hợp như là người đó chết yểu nè, hoặc là chết bất đắc từ tử, hoặc là người đó tự tử, người đó chết oan. Người mắc phải duyên âm là người người mà mắc phải duyên âm hoặc là người hoặc là người âm theo phá thì phải gánh những cái hậu quả rất là nặng nề. Nhẹ thì tình yêu trắc trở, công việc làm ăn không thuận lợi, nặng thì sức khỏe suy kiệt, đến chết hoặc là tự vẫn. Đó, đây là những vấn đề nhạy cảm mà có thể nhiều người hiện nay đang gặp phải. Vì vậy, theo quan niệm của nhà Phật thì duyên âm được chia làm hai loại rõ rệt. Thứ nhất là nói chung là về tiền duyên và duyên âm. Tiền duyên là mối nhân duyên giữa người còn sống và người ở cái thế giới bên kia từ nhiều kiếp trước vẫn còn ảnh hưởng tới bây giờ, hoặc là ở kiếp trước họ và bạn có những cái mối lương duyên nào đó không có đến được với nhau rồi á, thì sau khi mất họ chưa có thể siêu thoát được vì còn vấn vương sâu đậm về cái vấn giống về cái đường tình duyên, hoặc là vì một cái lý do nào đó mà chưa thể siêu sanh được, thì họ sẽ lang thang và họ sẽ đi tìm bạn. Khi gặp được bạn rồi á, thì họ sẽ theo bạn cho đến cùng để nối tiếp con đường duyên của mình. Đó là cái vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai nữa, duyên âm là duyên giữa người trần và người đã mất qua được 49 ngày. Thông thường thì duyên âm này xảy ra ở những cái trường hợp như là người âm này người ta bị chết yểu nè, hoặc là chết bất đắc từ tử, hoặc là tự tử, hoặc là bị chết oan á. Thì những vong linh này không chấp nhận được mình đã chết, cho nên cố bám lấy những cái ký ức ở trên đời, hoặc là những người mà có dục tính ham muốn mạnh mẽ, dẫn đến sau khi chết á, thì hình dáng của họ bị biến đổi theo tư tưởng của họ, như là oán hận hoặc là ham muốn. Thường hay đi tìm cách trở về cái cõi trần của mình theo người cũ, hoặc là bám theo một ai đó mà đã vô tình lọt vào trong mắt xanh của họ, thì gọi là hợp vong. Đó, duyên âm không phải chỉ xảy ra ở nữ giới ha, mà đôi khi còn xảy ra ở nam giới. Nhưng mà xảy ra ở nam giới á, thì nói chung là nó còn khủng khiếp hơn nữa. Thứ nhất là trường hợp như là duyên âm theo như mà duyên tốt á, thì đó là mối tương quan giữa họ hàng trong tộc, hay còn gọi là cửu quyền thất tổ của mình á, thì đó là những người đã mất trong vòng 9 đời của dòng họ nhà mình, như là anh em, cô dì, chú bác, nội ngoại của mình á, người ta khuất và người ta theo gia hộ cho mình. Đó, trong quá trình người ta theo gia hộ cho mình, vô tình hay cố ý là người ta cắt đi cái mối nhân duyên của mình, giống y như là cắt cái mối nhân duyên của mình với người tình của mình. Họ cho vì họ cho cái họ cho rằng cái người tình của mình đó là một người không tốt, cho nên là họ ngăn chặn lại. Đó là họ tìm cách họ cắt đứt cái mối nhân duyên đó của bạn mà đối với họ được cho là tốt nhất ha, làm cho mình lầm tưởng đó là cái duyên âm xấu. Nhưng mà thực chất đó là giống y như là dòng họ của mình nè, trong dòng tộc của mình á, người ta là vong âm, người ta cảm thấy được, cảm giác được cái người này có tốt hay không, hoặc là vì sao cái người này không tốt, là người ta có ý là người ta xô đuổi, hoặc là người ta tạo ra sóng gió để cho cái đường tình cảm của mình nó bị trắc trở,
hoặc là người ta không thích cái người đó thì người ta tác động vào, người ta làm cho con đường tình cảm của mình hay gặp sóng gió là nó như vậy. Là nói về cái này là duyên âm lành là của người thân trong gia đình của mình, người ta có ý giúp đỡ mình, đó là trường hợp thứ nhất. Thứ hai nữa là vong theo phá. Vong theo phá là gì? Điểm khác biệt giữa vong âm và vong theo phá. Duyên âm á, nói chung là những người đã có mối lương duyên với bạn, còn mà vong theo bạn là những vong linh vất vưởng nào đó chưa có được siêu thoát, hoặc là những cái vong âm này không quen biết, không có bất kỳ cái mối quan hệ nhân duyên nào với bạn hết, nhưng mà lại vô tình lọt vào trong mắt xanh của họ, vô tình bạn bị lọt vào trong mắt xanh của họ, hay còn gọi là hợp vong đó. Cho nên là một số trường hợp bị vong theo, có thể gọi là hợp vong là do vô tình, hay là nhiều khi bạn đi ngang cái chỗ của họ và vào cái giờ như là giờ ngay cái khung giờ linh thiêng á, thông thường thì cỡ 12 giờ trưa đứng bóng nè, hoặc là 6 giờ tối chạng vạng nè, hoặc là 3 giờ sáng giờ mở đóng cửa của quỷ môn quan, thì họ cảm thấy thích bạn và bám víu bạn. Đó là những cái trường hợp khác. Còn không cần là lọt vào các khung giờ đó cũng vậy. Nhiều khi chẳng hạn bạn đi ngang nghĩa trang hoặc cái đám tang nào đó mà bạn vô tình nhìn vào cái di ảnh của họ và bạn khen họ, ồ đẹp vậy mà sao chết trẻ uổng quá, đẹp vậy mà sao chết tội nghiệp quá đó, thì cái khả năng đó họ sẽ theo bạn và bấu víu bạn, và họ sẽ theo bạn trên con đường nhân duyên. Thì dấu hiệu để nhận đó là những trường hợp mà bạn bị vướng vào con đường duyên âm là nhớ như vậy. Còn dấu hiệu để mà nhận biết được bạn là mà biết được người bạn, người có duyên âm với bạn hoặc là bạn bị âm theo phá, là thông thường với những người khi mà còn sống người ta có ham muốn dục vọng quá, hoặc là làm những cái việc trái ý với lương tâm đạo đức của họ, thì từ nhiều kiếp trước họ chưa trả hết được, mà khi chết đi á, thì vong linh của họ sẽ phát triển theo một cái chiều hướng xấu, chứa đựng những cái ký ức tà ác làm cho họ trở thành ngạ quỷ. Chính vì vậy khi mà họ bám víu vào, họ theo bạn thì họ sẽ làm hại bạn về cả tinh thần lẫn thể xác, đặc biệt là trong vấn đề tình cảm. Họ luôn làm cho tình cảm của bạn là gặp trắc trở nè, gặp khó khăn nè, đang yêu say đắm thì bỗng chốc là chia tay không có lý do, hoặc mà nếu có tiến tới hôn nhân hạnh phúc đi nữa thì cũng là sẽ bị tan vỡ, sức khỏe thì bị suy kiệt, công việc làm ăn thì không thuận lợi. Những bạn giống kiểu là làm cho bạn suy kiệt cho tới chết luôn ha, hoặc là vào con đường hoặc là vào những con đường mà dẫn đến như là tự vẫn tự sát nè. Dấu hiệu chung của cái sự nhận biết là bạn bị duyên âm á, khi mà bạn bị vong âm theo phá hoặc là theo đường duyên của bạn, thứ nhất là tình duyên của bạn gặp trắc trở nè, sóng gió nè, yêu ai cũng không thành hoặc là không có ai thèm để ý tới bạn hết. Đó là thứ nhất. Nếu như mà có tiến đến hôn nhân đi nữa thì cũng sẽ tan vỡ, không có hiểu nguyên nhân vì sao, đó là thứ hai. Thứ ba là tánh tình của bạn bỗng dưng nóng nảy, có nhiều sự thay đổi lạ lùng theo cái chiều hướng xấu, nhưng mà không phải là do áp lực công việc hay là áp lực của gia đình gì hết. Thứ tư nữa là còn làm cho con người của mình nó lơ ngơ, lẩn thẩn, bần thần, không có làm chủ được bản thân, như là bạn biến thành một người hoàn toàn khác, không có làm chủ được mình đó. Suy nghĩ thì không có làm chủ được bản thân, không có suy nghĩ được chính chắn, không có suy nghĩ được cái gì đúng đắn hết, mà trong khi đó là mình không có một cái bệnh gì hết đó, hoặc là hồ sơ bệnh án của mình nó cũng không có liên quan gì tới vấn đề là mình có bị tâm thần hay không, nhưng mà con người mình thì nó cứ luôn luôn lơ ngơ, thẫn thờ, bần thần như vậy ha. Còn tiếp theo nữa là có thể nói là thường xuyên xuất hiện trong cái giấc mơ của bạn á. Khi mà bạn ngủ á, thì bạn thường hay giấc mơ một cái giấc mơ nào đó nó lặp đi lặp lại nhiều lần. Nhưng mà trong mơ thì bạn cảm thấy cái người đó, nhưng mà lúc mình tỉnh dậy á, thì mình cảm thấy cái người này là mình chưa hề quen biết luôn á. Nhưng mà trong giấc mơ thì nó cứ đi lặp lại nhiều lần như vậy ha. Đó, còn nhiều khi á, thỉnh thoảng thì bạn nghe những cái lời thì thầm bên tai của mình á, như là có mình nghe những cái câu nói mơ hồ thì bên tai của bạn, nhưng mà như là muốn thúc giục bạn một cái điều gì đó, nhưng mà cái điều này có nghĩa là điều xấu á, chứ không phải là điều tốt đâu. Nhiều khi người ta thì thầm bên tai bạn, thúc giục bạn làm một cái việc gì xấu ảnh hưởng tới con đường bổn mạng của mình nè, hoặc là nhiều khi người ta thúc giục bạn đi vào con đường chết á, để cho người ta tiện người ta dắt bạn đi theo ha. Đó là vấn đề nó như vậy. Còn tiếp nữa là giống y như là cảm giác của bạn á,
là bạn có cảm giác sợ hãi. Bạn có cảm giác sợ hãi khi mà bạn thấy được tượng của Phật nè, hoặc là hình của Chúa nè. Đó là tự nhiên cái con người mình cảm thấy sợ, chứ mình không có thích thú nhìn thấy những cái tấm hình đó. Đó là biểu hiện tiếp theo. Còn tiếp theo nữa là giống y như là nó làm cho cảm giác của mình nó cứ buồn ngủ hoài, cảm thấy là cơ thể mình không có còn sức sống nữa. Nhưng mà mình không có tìm được ra được nguyên nhân vì bệnh ha. Buổi tối ngày là nó cứ bắt mình ngủ liêm diêm, ngủ hoài vậy, nhưng mà mình không biết là bị nguyên nhân căn bệnh gì. Còn tiếp theo nữa là giống y như bạn thường xuyên bị đau nhức, giống y như nhiều khi bạn cảm giác là đau một bên bờ vai hoặc là đau một bên cổ, mà cảm giác này thì thường xuyên nó xảy ra vào lúc buổi tối, thường thường là vào lúc buổi tối cỡ 6 giờ trở về tới 9 giờ tối ha. Đó thì nó cảm giác như vậy, giống người mình tự nhiên nó mệt mỏi, nó cứ mỏi một bên vai hoặc là nó đau một bên cổ như vậy á, thì cảm giác cái lúc đó là người ta đang đeo, người ta đang ngồi trên vai của mình, hoặc là người ta đang dựa trên vai, trên cổ của mình á, thì cảm giác của bạn là nó nhức mỏi như vậy. Còn cái vấn đề tiếp theo nữa là làm cho con người của mình cảm thấy buồn chán mà không có rõ được cái nguyên nhân vì sao hết. Cho nên là cảm thấy nhiều khi nó không biết là sống trên cái cõi đời này để làm gì, hoặc là có cái tư tưởng là muốn tự vẫn, tự kết liễu cuộc đời của mình. Đó là tác hại của cái duyên âm là như vậy. Giống như lúc mà người ta yêu mình đơn giản, người ta chỉ thích mình thì nó khác. Giống y như lúc mà người ta chỉ mới mến mình, thích mình thôi, thì người ta tác động vào con đường nhân duyên của mình, làm cho con đường nhân duyên tình cảm của mình nó hơi lần đần sóng gió. Hoặc là cái kiểu mà người ta cũng giống như người phàm mình vậy á, khi mà người ta thích mình đã lọt vào trong mắt xanh của người ta rồi á, thì giống kiểu là người ta cũng như là người phàm á, người ta cũng biết ghen tuông, ai tới với mình á, thì người ta xô đuổi hất hủi đi. Nhưng mà khi đã yêu bạn sâu đậm rồi á, thì người ta có ý định là muốn dắt bạn đi theo người ta, giống như xúi dục bạn đi vào những con đường tội lỗi, hoặc là vào những cái tệ nạn, hoặc là một cái xui xấu gì đó, hoặc là nhiều khi đi trên đoạn đường vắng, đường vắng hoặc là ao hồ sông nước gì, thì vô tình người ta xô bạn hoặc người ta đẩy bạn, thì làm cho cảm giác của làm cho mình nó bị gặp tai nạn hoặc cái này cái kia rồi vậy, để người ta dễ thuận tiện dắt mình đi theo người ta. Thì đó là vấn đề về duyên âm nặng và nhẹ, và duyên âm thì có duyên thiện và duyên ác, thì đó là vấn đề về duyên âm nó như vậy ha. Thì hôm nay Kim Anh cũng sẽ giải thích sâu vào vấn đề duyên âm cho mọi người cùng hiểu, để khi mà mỗi lần mà Kim Anh xem cái quẻ bài mà trong quẻ bài có nói về cái vấn đề duyên âm á, thì mọi người cũng sẽ hiểu được và cũng biết được cái duyên âm là nó như thế nào nha. Đó thì hôm nay Kim Anh giải thích cặn kẽ cho với các bạn nghe là nó rõ ràng như vậy ha. Rồi xin chào tất cả mọi người nha.